Túc xả vải dê đậm đặc phiên bản đặc biệt Titanium túi 2 lít, hương, dấu yêu, huyền bí, đam mê, mới. Downy Special Edition BTS Charaster Titanium. Tận hưởng hương dấu yêu thơm bền lâu từ Hàn Quốc. Chiết xuất 100% tinh dầu thiên nhiên. Hương nước hoa đẳng cấp, lưu hương bền lâu đến 3 tuần. Giúp ngăn mùi hôi, cho quần áo mềm mại, dễ ủi. A, à, giới thiệu sản phẩm. Nước xả vải Downy hương nước hoa sở hữu những hạt lưu hương ngọc trai. Lưu lại trên vải kể cả sau khi đã phơi khô và tỏa hương thơm bền lâu suốt cả ngày cho hiệu quả thơm bền lâu hơn cả nước hoa đắt tiền. Nước xả vải Downy còn giữ cho màu quần áo luôn tươi mới và làm vải mềm mại hơn mỗi lần giặt. Downy Special Edition BTS Charasertini Tinitan có 3 mùi hương đa dạng: Dấu yêu, hương hoa tươi mát với tầng hương đầu là cam chanh thanh mát, đam mê hương hoa ngọt ngào với tầng hương đầu là dâu tây tươi mới nước ép quyết. Huyền bí, hương hoa quyến rũ với tầng hương đầu là bưởi dưa mọng nước. B. Hướng dẫn sử dụng, khuyên dùng nước xả vải đau ni ở lần xả nước cuối khi giặt tay hoặc trong quá trình giặt máy. Phơi khô sau khi xả. Giặt tay, sử dụng một phần hai nắp cho một lần giặt với 15 đến 20 chiếc áo quần. Giặt máy, sử dụng một nắp cho một mẻ giặt đầy, tổng lượng nước lên tới 52 lít. Lưu ý, để xa tầm tay trẻ em. Không được nuốt. Nếu nuốt phải sản phẩm, hãy gọi tham vấn bác sĩ. Tránh để dính vào mắt. Nếu dính vào mắt, hãy rửa kỹ bằng nước, bảo quản sản phẩm ở nơi mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Thành phần, nước, diethyl ammonium chloride, copolin, cationic polin, formic acid, hydrochili acid, sodium 1, hydroxythane 1, 1, diphosophone, benzene isothian silicon hương liệu hướng dẫn đổ vào chai đối với sản phẩm túi cắt một góc túi ổ nước xả trong túi vào chai downy không đổ thêm nước vào sản phẩm giữ chai downy cho lần sử dụng sau xuất xứ thương hiệu mỹ sản xuất tại việt nam